Tôi thông qua thần cấp y thuật cứu người giàu nhất thành phố Thượng Hải, nhưng họ lại không biết, mọi thứ về tôi chỉ là giả vờ. Em phát hiện, anh đúng là một kẻ quái dị. Nếu không phải tiểu nõn nói hết cho em biết, chắc bây giờ em vẫn còn tối củ. Không phải anh đã nói với em rồi sao? Phải, đó là lý do em nói anh là một kẻ quái dị. Em thực sự rất tò mò. Làm thế nào anh có thời gian để viết tiểu thuyết? Làm thế nào để anh viết thêm 20.000 từ mỗi ngày? Vợ à, có lẽ em không biết, tay anh rất nhanh đấy. Điều này có hơi quá không? Theo yêu cầu của Tô Vũ Phi, Diệp Thu trực tiếp cho Tô Vũ Phi xem quá trình đánh máy. Chỉ thấy ngón tay của Diệp Thu nhảy linh hoạt trên bàn phím. Chỉ mất 15 phút để viết một chương 3.000 từ. Ông xã, anh thật sự rất giỏi. Tốc độ đánh máy này của anh nhanh như tốc độ đọc sách của em rồi. Vì hạnh phúc của bà xã, tốc độ tay này của anh còn phải nhanh hơn một chút mới được. Bà xã, tháng sau là sang năm mới rồi, hay là năm nay về nhà ông nội đón năm mới đi? Được đấy. Tô Vũ Phi không biết ông nội của Diệp Thu, chỉ biết anh sống ở Kinh Thành. Ngay lúc này, Tô Vũ Phi nhận được một tin nhắn. Mở ra xem, có một vài bức ảnh. Ông xã, đây là ai vậy? Đây là chị gái anh, Diệp Tiêu Tiêu. Chị gái anh đẹp quá. Cũng đẹp thật, nhưng không bằng một phần người vợ anh. Thật không? Đùa đấy. Đánh chết anh. Tô Vũ Phi giờ nằm đấm nhỏ lên, là một bộ dạng hung dữ. Em càng ngày càng to gan, anh sẽ trừng phạt em. Tôi tận mắt nhìn thấy chồng cô ở cùng phòng với người phụ nữ khác, cùng nhau ăn cơm. Khi Tô Vũ Phi nhìn thấy tin nhắn, mặc dù hơi sốc, nhưng cô vẫn tin vào chồng mình. Chồng ơi, đây là chuyện gì vậy? Đã bảo là chị gái anh rồi mà, anh như thế nào chẳng lẽ em còn không biết sao? Thật sự không giống lắm. Ý em là gì khi nói không giống lắm? Rõ ràng là không phải. Được rồi, em chỉ nói chơi thôi. Ông xã, anh nói xem người gửi tin nhắn cho em là ai. Chỉ là một kẻ tống tiền. Nói xong, Diệp Thu mở WeChat của mình, bấm vào lịch sử trò chuyện với khách hoàng hôn, đưa điện thoại cho Tô Vũ Phi xem. Trời à, muốn tống tiền 10 triệu. Loại người này thật sự quá vô pháp vô thiên. Kỳ lạ, tại sao người này lại biết thông tin liên lạc của chúng ta? Rất đơn giản, nhìn là biết người quen với chúng ta. Đúng vậy, thông thường chỉ có người quen mới biết phương thức liên lạc. Nhưng mà, người quen này rốt cuộc là ai? Chồng à, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Mặc dù bên kia tống tiền không thành công, nhưng cảnh sát bắt được hắn cũng sẽ giam giữ vài ngày, cho nên quyết đoán lựa chọn báo cảnh sát. Ngày hôm sau, Diệp Thu đến đồn cảnh sát. Sau một hồi nói chuyện, thật sự đúng là người quen tống tiền. Diệp Thu cũng là cảm thán một tiếng, sau đó về nhà với bọn trẻ. Nhị Bảo, nào, đến đây với bố. Nhị Bảo dường như có thể hiểu được lời của Diệp Thu. Bàn tay nhỏ bé trống trên giường nhanh chóng bò về phía anh. Hiện tại các em bé đã gần 9 tháng tuổi, mặc dù đi bộ chưa ổn định, nhưng bò rất linh hoạt. Đồ ngốc nhỏ này, mau gọi bố đi. Bố. Được rồi, các em bé nên đi tắm rồi. Sữa tắm dành riêng cho trẻ sơ sinh đã hết rồi. Hôm qua khi mẹ đi mua đồ ăn, vốn là muốn đi mua, nhưng quên đánh mất. Không sao, bây giờ con sẽ đi mua. Vậy đợi con mua về, mẹ mới tắm cho các em bé. Được. Con trai, mẹ nghe nói hôm nay bên ngoài có chút tắc đường, con vẫn là nên đi xe điện đi. May mà nghe lời mẹ, cái này cũng quá tắc rồi. Nhìn những chiếc xe xếp thành hàng dài trên đường, Diệp Thu hơi nhíu mày. Nhưng ngay lúc này, một bóng người thiếu nữ xông tới, bắt được xe điện nhỏ của Diệp Thu. Cô làm gì vậy? Giúp tôi một việc, có thể đưa ông tôi đến bệnh viện không? Ông ấy bị đau tim. Sau đó Diệp Thu đi theo thiếu nữ đến ven đường, đến trước xe xem. Diệp Thu lúc này mới phát hiện một ông già nằm trên mặt đất đã bị ngất rồi. Đây không phải là đau tim, mà là nhồi máu cơ tim. Diệp Thu thông qua siêu thần y thuật thoáng nhìn ra vấn đề. Tiểu thư, thuốc đặc trị đang trên đường đến rồi. Bây giờ tắc đường nghiêm trọng, ước tính phải mất 20 phút để đến nơi. Tiểu thư, bên kia bệnh viện cũng gọi điện thoại, xe cứu thương đang trên đường đến, nhưng vì kẹt xe nên cũng phải mất khoảng 20 phút để đến nơi. 20 phút, không được, chậm quá. 2 phút nữa ông nội cũng không thể đợi được đâu. Anh đẹp trai, tôi xin anh, đưa ông tôi đến bệnh viện, hoặc cho tôi mượn xe điện cũng được. Tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Đưa đến bệnh viện, không cần phải phiền phức như vậy. Để tôi xem cho ông ấy. Người trước mắt này, chính là người giàu nhất thành phố Thượng Hải, Phó Vạn Tam. Nói xong, Diệp Thu ngồi xuống trước mặt ông lão, đặt tay lên tim ông lão, dùng tay làm máy xúc tim, điên cuồng bóp tim ông lão. Tiểu thư, chúng tôi đến hơi muộn. Đã hơn 10 phút rồi. Chắc là tim ông lão đã ngừng rồi. Đây là đang làm gì vậy? Trông không giống bác sĩ. Có bằng cấp hành nghề y không? Làm sao có thể cứu người như vậy? Chuyện này thật là vớ vẩn. Bác sĩ tự nhận mình rất hiểu, cho rằng biện pháp sơ cứu của Diệp Thu là sai lầm. Vốn là còn có một tia hy vọng, bị thằng nhóc này phá đám, có lẽ thật sự là hoàn toàn vô vọng rồi. Một cảnh thần kỳ khiến mọi người không thể tin nổi đã xuất hiện. Phó Vạn Tam bị sốc sắp chết. Lúc này lại mở mắt ra. Thấy vậy, Diệp Thu đưa tay ra với bác sĩ. Thuốc đặc trị đâu?
Sau đó, Diệp Thu đưa thuốc đặc trị cho Phó Vạn Tam uống. Uống xong thuốc, Phó Vạn Tam hô hấp ổn định lại, sắc mặt cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Bây giờ cô có thể đưa ông ấy về, chắc là không có vấn đề gì rồi. Tiểu huynh đệ, cảm ơn cậu. Không có gì. Sau đó là một nhóm nhân viên y tế tiến tới, đưa Phó Vạn Tam đi, và Diệp Thu cũng lặng lẽ bỏ đi. Mục đích của anh là mua sữa tắm cho các em bé. Vạn Đình, cậu ta chính là đại ân nhân của Vạn gia chúng ta. Khi cô ấy nhìn lại thì Diệp Thu đã đi rồi. Lúc này ông lão âm thầm thề, Phó Vạn Tam tôi nhất định phải tặng cậu ta một trận phước lành. Nếu cậu ta thiếu tiền, tôi sẽ biến cậu ta thành tỷ phú. Nếu cậu ta có thành tựu, tôi sẽ làm cho cậu ta càng tốt hơn, cho cậu ta có chỗ đứng ở Thượng Hải này. Gần đây Tô Vũ Phi bận rộn mua lại các công ty khác để mở rộng ngành công nghiệp, có rất nhiều hợp đồng đang chờ ký kết. Sáng sớm Tô Vũ Phi đã đi làm rồi. Diệp Thu đang ôm Tam Bảo trên ghế sofa. Sau đó Diệp Thiên Hồng gọi điện thoại cho Diệp Thu, nói là nhà cũ sắp bị phá bỏ, ở đó yêu cầu tất cả người dân trong khu vực chuyển đi trước cuối tháng này. Khi vừa nghe tin này, Diệp Thu vốn muốn tặng căn biệt thự Văn Đình trị giá 10 tỷ kia cho bố mẹ ở, dù sao cũng để không. Nhưng Diệp Thiên Hồng lại từ chối, lý do là không quen sống trong một ngôi nhà lớn như vậy và chuyển đến sống với Diệp Thu, ông lại cảm thấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con dâu. Vì vậy, Diệp Thu đã trực tiếp chi 20 triệu để mua lại một căn biệt thự nhỏ ở bến Thượng Hải tặng cho Diệp Thiên Hồng. Vị trí biệt thự rất gần, nếu bố mẹ gặp phải tình huống gì, Diệp Thu cũng có thể chạy qua được. Sau đó Diệp Thu về quê, Diệp Thiên Hồng đã thông báo cho người của công ty chuyển nhà rồi. Hiện trường có 2 xe tải, dù sao cũng có nhiều thứ như vậy, chỉ có ông và Diệp Thu không biết khi nào mới có thể chuyển xong. Công ty chuyển nhà tặng Diệp Thu một bộ quần áo lao động, sau khi anh mặc vào thì bắt đầu bận rộn. Ngay lúc này, một chiếc Fuzzy màu đỏ dừng lại trước mặt Diệp Thu. Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, thì ra anh thực sự ở đây. Cô có việc gì không? Cảm ơn vì đã cứu ông tôi. Tôi không cần cảm ơn. Tự giới thiệu một chút, tên tôi là Phó Vạn Đình, ông tôi tên là Phó Vạn Tam, là người giàu nhất thành phố Thượng Hải. Công nghệ xem kiêng dưới tên ông nội tôi chắc hẳn anh đã nghe nói đến rồi. Thì ra hôm qua cứu là người giàu nhất thành phố Thượng Hải, chẳng trách vô trường vậy. Bây giờ tôi có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của anh. Nói đi, nếu anh có bất cứ yêu cầu gì, tôi đều có thể đáp ứng. Cảm ơn, tôi không cần đâu. Đây là một tấm séc trăm triệu cho anh, cô giữ lại đi. Giá trị hiện tại của Diệp Thu là mấy nghìn tỷ, chỉ 100 triệu, trong mắt Diệp Thu cũng chỉ là vài sợi lông bò. Quả nhiên, người bình thường chỉ là người bình thường, một người làm công nhỏ, 100 triệu này vẫn chưa hài lòng. Muốn sư tử mở miệng lớn, nhân cơ hội kiếm tiền đây mà. Nhưng điều này cũng bình thường, bản tính con người là tham lam mà. 200 triệu thì sao? Phó Vạn Đình tiếp tục tăng giá, Diệp Thu vẫn không nói gì. Như vậy đi, 1 tỷ, và anh sẽ luôn là khách quý của Vạn gia chúng tôi. Toàn bộ thành phố sẽ không ai dám không tôn kính đối với anh. Xin lỗi, cô nên đi đi. Tôi không có hứng thú với tiền và tôi cũng không thiếu tiền. Nói xong, Diệp Thu không để ý đến cô nữa, tiếp tục chuyển đồ. 1 tỷ vẫn còn chưa hài lòng, hay là muốn 10 tỷ? Mặc dù Vạn gia hoàn toàn có khả năng, nhưng Phó Vạn Đình không thể làm chủ, cần thương lượng với người nhà. Nhìn Diệp Thu bước vào nhà, sau đó một nhân công đi ra. Xin chào, chờ một chút, tôi có thể mạo muội hỏi, một ngày như vậy lương của anh bao nhiêu tiền thế? Tôi không có ý gì đâu, 200 tệ một ngày, chỉ đủ để ăn. Nghe xong, mức độ hào cảm của Phó Vạn Đình đối với Diệp Thu giảm xuống mức thấp nhất. Đợi Diệp Thu ra ngoài, anh Diệp, tôi về thương lượng với người nhà một chút, sau đó cung cấp cho anh một lời cảm ơn thực sự. Cô mau đi đi, tôi không muốn một xu nào cả, tôi không thiếu tiền. Bề ngoài nói không thiếu tiền, một xu cũng không muốn, thực ra là muốn 10 tỷ đúng không? Thật không ngờ, anh ta lại là một người như vậy. Phó Vạn Đình gật đầu với vẻ hiểu biết, sau đó rời đi. Vạn Đình, con đã tìm thấy tiểu huynh đệ đó chưa? Quên đi, người đó chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty vận chuyển. Cho anh ta 1 tỷ, anh ta lại không cần. Chắc là anh ta biết danh tính của ông rồi, cho nên muốn 10 tỷ. Cái, 10 tỷ, có phải muốn hơi nhiều rồi không? Cậu ta thật sự nói vậy sao? Phó Vạn Tam có chút không thể tin được, bởi vì Diệp Thu hoàn toàn không giống loại người đó. Nếu như cậu ta thực sự muốn tiền, tại sao hôm qua sau khi cứu ta, lại lén bỏ đi? Ông nội, ông không hiểu rồi. Đây hoàn toàn là vở kịch của gã này. Từ sự việc hôm qua, anh ta đã đoán được chúng ta không phải người bình thường, cho nên anh ta rời đi là cố ý, như vậy mới có thể làm nổi bật sự cao quý của mình, tối đa hóa lợi ích. Nói thẳng ra, đây hoàn toàn là âm mưu của anh ta. Nghe xong, Phó Vạn Tam nhíu mày thật sâu, chủ yếu là vì lời nói của cháu gái, nghe có vẻ rất hợp lý. Giờ khắc này, hình tượng thanh cao của Diệp Thu trong lòng ông từng chút tan rã. 10 tỷ ta có thể cho, nhưng bây giờ, ta nghĩ cậu ta không xứng. Đúng vậy, ông nội, hay là quên chuyện này đi. Không vội, cho ta điều tra lại thông tin chi tiết của cậu ta. Trong khi đó, bố mẹ, chị, mọi người nhất định phải trả thù cho con. Cậu ta chính là vừa ra khỏi trại giam. Đúng vậy, cậu ta là kẻ đáng ghét Khắc Hoàng Hôn, chính là người chụp lén Diệp Thu và Diệp Tiêu Tiêu trong khách sạn, kẻ đã tống tiền Diệp Thu. Cái thằng này, con cũng thật là, tự nhiên đi tống tiền người ta làm gì vậy? Tại sao lại đổ lỗi cho Hải Long? Tôi nghĩ nó đã làm rất đúng. Diệp Thu ở bên ngoài lừa dối Tô Vũ Phi, lại để chúng ta bắt được. Dù sao Diệp Thu cũng có tiền, chúng ta đi tống một chút thì có sao chứ? Phải, mẹ nói đúng, rõ ràng là một gia đình. Nhưng mọi người xem Tô Vũ Phi có chút tôn trọng nào với chúng ta không? Chuyện này, muốn trách thì trách Tô Vũ Phi, chắc chắn là nó xúi giục Diệp Thu đi báo cảnh sát. Nếu không báo cảnh sát, làm sao Hải Long có thể bị cảnh sát tạm giữ?
Từ khi biết Diệp Thu chính là thần hào thần bí kia, trong lòng họ chưa từng có một ngày nào thoải mái, đầy ghen tị với Tô Vũ Phi. Tại sao Tô Vũ Phi có thể kết hôn với người tốt như vậy? Cô ấy giỏi ở điểm nào chứ? Vấn đề là, thằng nhóc Diệp Thu kia có tiền như vậy, chúng ta không thể chọc được. Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người đến chính là giám đốc điều hành công nghệ Senkeng, Giang Lâm. GZ Shop, xem xong nhấn like mới là xinh gái đẹp trai.